Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong clip này tại công ty Đại Cường ở Kinh Môn, Hải Dương, tôi sẽ ghi hình làm một số cây cho anh em cùng xem. Hôm nay tôi với anh Du làm ở cái vườn này. Trước mặt chúng ta đây là một cây si có cái dáng cột kèo, thân cốt thì nhìn cũng khá là hay, những cái thân dây rễ bện vào nhau. Thì do cây này là trước đây là người trước người ta làm xử lý một số những chỗ sẹo, rồi những chỗ mà bị khô này. Bây giờ là anh em chúng tôi sẽ làm cây này. Sau khi làm xong thì chúng tôi sẽ quay qua cho anh em xem đến cái kết quả cái lúc làm xong. Bây giờ chúng ta xem tổng quát trước một lượt bóng dáng của cây, nhìn khá điệu. Cây si búp hồng nhé, tán đã thành lập xong rồi và bây giờ chỉ có ép dâm. Cây si chúng ta vẫn ép dâm bình thường nhé, biết cách làm vẫn ép đẹp được để cho nó dày bộ dâm lại.
cái xi hồng đã được anh Du anh làm lại, anh sửa cái thân bị khô thối, phần thân chỗ này nó bị hỏng. Ăn xuống đây, bây giờ đã được cắt đi và làm lại sẹo cho nó, những cái vết đục sẹo phải làm cho nó mịn sạch. Sau này nhìn thân nó vào mắt hơn. Về bông tán thì cây này chưa được ép dăm, và cây si này có cái thân cột kèo khá già. Rất nhiều phần bị khô nhá. Được xử lý. Xi búp hồng. Vâng, còn đây bên này là một cây xanh Nam Điền ôm đá. Anh Du anh đang lọc rễ và tạo sẹo cho nó. Những cái phần này nó đang bị mập, khoét sẹo, sau này nó ve túm vào, nó nhăn nhúm ra lại thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ôm viên đá lũa bình bình, viên đá cũng khá đẹp nha. Cây này nó có cái tay bay ra, bay gồng lên rơi xuống, và tay hồi, và những bông bên cạnh ấm thân. Đây những cái đường tạo sẹo, sau này nó ve túm lại, nhăn nhúm thì nhìn sẽ vào mắt hơn nhé. Có một số cây anh em không thể đục sẹo được, nhưng một số cây phải đục sẹo thì sau này nó mới đẹp được. Đây những vết đục trước, đục nông quá, cho nên khi nó bò trở lại là nó sẽ coi như nhẵn như ban đầu. Phải đục thật sâu xuống. Vâng, cái cây này đã được tạo sẹo xong.
và có một chiếc rễ đơ cắt giật nó lại, sau này nó phun ra chùm rễ mới. Chúng ta xem lại một lượt. Chiếc rễ ôm chặt lấy khối đá. Vâng, và tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.